tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cơ quan chức năng trả lời về chế độ chính sách hỗ trợ quản lý học sinh tại các trường dân tộc bán trú, quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, đối tượng được nhận trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình hộp thư truyền hình hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đốt vàng mã tràn lan, đặt tiền giọt dầu không đúng nơi quy định, hoạt động mê tín dị đoan, thiếu an toàn trên sông nước, phi tiêu có thưởng, sóc đĩa, bầu, cua, cá. Những trò chơi cờ bạc trá hình vẫn còn diễn ra trong các lễ hội hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 27 lễ hội được tổ chức, trong đó có 21 lễ hội diễn ra vào mùa xuân từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm. Để các lễ hội được diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã được triển khai nghiêm túc đúng quy định của pháp luật. Đền Cuông, một trong những ngôi đền linh thiêng nổi tiếng của xứ Nghệ ở Diễn An, huyện Diễn Châu. Lễ hội Đền Cuông được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 âm lịch và kéo dài trong 4 ngày, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương tham gia. Để chuẩn bị cho lễ hội Đền Cuông năm 2024, huyện Diễn Châu đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ. Ngày bình thường thì thấy rất là ổn về cái khâu trật tự, từ cái việc là thắp hương cũng như là đốt vàng mã. Nhưng mà những ngày như là ngày lễ hội lớn thì đôi khi vẫn chưa quản lý được hết. Vì vậy nên vẫn có những cái trường hợp là thắp hương quá nhiều và cắm ở một số chỗ không đúng quy định. Phòng văn hóa đã tham mưu cho Ủy ban huyện cái kế hoạch tổ chức các cái hoạt động của lễ hội Đền Cuông hàng năm. Và ở trong đó có rất nhiều cái giải pháp đưa ra để làm sao cho cái lễ hội càng ngày càng đi vào nề nếp, văn minh. Mỗi người đến lễ hội chỉ thắp một que hương để bảo đảm cái công tác phòng cháy chữa cháy. Các cái tiền mà công đức mà bỏ bừa bãi thì phải thu gọn và đưa vào nơi quy định, mình có cái thùng công đức. Đền Vạn Lộc ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò là nơi thờ tự Thái úy Quận Công Nguyễn Sư Hồi, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1991. Lễ hội Đền Vạn Lộc được tổ chức 3 năm một lần, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch, với nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống lịch sử văn hóa của vùng quê biển. Để bảo đảm công tác an ninh trật tự trong lễ hội thì Ủy ban nhân phường có xây dựng kế hoạch phân công cho các lực lượng không cho các tổ chức các cái trò chơi để lợi dụng vào lễ hội để biến tướng, giao cho ban quản lý đền tuyên truyền công tác lễ hội để du khách nắm, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, để công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước khi tổ chức các cái lễ hội thì yêu cầu ủy ban các phường là phải xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và báo cáo với ủy ban nhân thị xã để phê duyệt. Và đặc biệt là ủy ban thị xã cũng chỉ đạo các ngành phối hợp ủy ban nhân dân các phường là tăng cường cái công tác kiểm tra, đặc biệt là các cái ra soát là các cái hoạt động và đảm bảo khi các cái hoạt động lễ hội là phải đi vào đúng theo cái quy định của nhà nước, tránh cái việc mà lợi dụng cái lễ hội để là thực hiện các cái việc mà nó vi phạm cái thuần phong mỹ tục của nhà nước ra. Thời gian qua, công tác quản lý tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, điều kiện kinh tế, tôn vinh được các giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại, để tránh tình trạng thương mại hóa và lợi dụng tổ chức lễ hội vì mục đích kinh tế. Các đơn vị quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Đền có 3 cái thùng công đức bỏ vào trong khu vực đền. Về phần chi thì chi cho người quản lý và bảo vệ, và phần chi cho các lễ hội. Còn bao nhiêu cái số còn lại hàng tháng là ban quản lý gửi vào ngân hàng hoặc tiền dùng. Các cái nguồn công đức mỗi lần được kiểm đếm thì được phân bổ theo cái quy định, 45% nguồn chuyển vào nguồn ngân sách của huyện để trùng tu tôn tạo, rồi là 35% là chi hoạt động thường xuyên tại đền và chi trả phụ cấp cho lao động tại đền,
10% thì chỉ cho an sinh xã hội của địa phương, 30% thì chuyển về nguồn bảo tồn của tỉnh. Huyện cũng đã thành lập được một cái tổ giám sát cho cái việc là giám sát tất cả các nguồn công đức tại đây. Và mỗi lần chúng tôi mở hòm công đức thì là phải có đầy đủ các thành phần tham gia. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động lễ hội vẫn còn xuất hiện những hiện tượng gây mất mỹ quan, giảm tính tôn nghiêm trong không gian di tích và ý nghĩa nhân văn của lễ hội. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ, hưởng chênh lệch, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Ngành đã chỉ đạo cho các địa phương xây dựng cái kế hoạch cũng như kèm theo đó là kịch bản để sở có tham gia chỉ đạo và có ý kiến tăng cường công tác đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về giao thông, an toàn trong khi tổ chức lễ hội, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lễ hội, đặc biệt là thực hiện các cái hình thức mê tín dị đoan hay là các cái trò chơi trá hình ở trong đó, kiểm tra và hướng dẫn để mỗi lễ hội của mình thì nó đúng với mục đích, đúng ý nghĩa và đảm bảo theo cái tính chất riêng của từng lễ hội để tránh cái việc là các lễ hội nó giống nhau. Lễ hội dân gian mùa xuân là một loại hình di sản văn hóa phi vật thể không thể thiếu trong đời sống nhân dân để gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, nhiều thành công, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống hướng về cội nguồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Một số giáo viên ở các huyện Quế Phong, Tương Dương đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý học sinh tại các trường dân tộc bán trú. Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau. Hiện nay toàn tỉnh có 63 trường phổ thông dân tộc bán trú, 56 trường phổ thông có học sinh bán trú với khoảng 20.400 học sinh ăn, ở, học tập tại trường. Dù tổ chức các hoạt động bán trú cho học sinh, nhưng cán bộ quản lý giáo viên chưa được thụ hưởng chế độ chính sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi đối với đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường phổ thông dân tộc bán trú. Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ học sinh, giáo viên, nhân viên trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành. Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai hỏi về quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An trả lời như sau. Theo quy định của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, người có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ông Ngân Đình Phòng ở bản Hồi Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông đề nghị sớm cấp gạo bảo vệ rừng cho nhân dân theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời như sau. Đối với các đối tượng thuộc diện được trợ cấp gạo, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông đang lập hồ sơ thực hiện trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường hợp cụ thể là ông Ngân Đình Phòng không phải là hộ gia đình nghèo, vì vậy không thuộc đối tượng được nhận trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Ông Lê Văn Nhạ ở xóm Rú Bạc, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành kiến nghị. Năm 2016, vợ chồng tôi được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6 thửa đất với tổng diện tích trên 5.000 m². Từ đó đến nay, gia đình tôi sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp từ năm 2016, nhưng đến tháng 9 năm 2023, tôi mới được nhận.
Tuy nhiên trên giấy chứng nhận bị tẩy xóa mất 2 thửa đất, diện tích chỉ còn hơn 4.100 m². Hộp thư truyền hình xin chuyển vấn đề trên đến Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành để kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ. Chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.